Con với thầy cô, các anh chị nghe rõ không ạ? Dạ, nghe rõ. Vâng, thì lần đầu tiên xin cảm ơn Hội Hô Hấp Hà Nội đã cho phép chúng tôi trình bày cái bài viêm phổi mắc tại cộng đồng cập nhật theo y học chứng cứ hôm nay. Thì kính thưa với thầy cô, các anh chị, chúng ta vừa trải qua cái đại dịch Covid trong vòng 2 năm qua, và chúng ta thấy rõ cái tầm quan trọng của viêm phổi, trong đó cả viêm phổi virus giống như là Covid cũng giống như là viêm phổi vi khuẩn. Chính vì vậy hôm nay thì chúng tôi sẽ trình bày về viêm phổi mắc tại cộng đồng và những cái cập nhật mới nhất về y học chứng cứ. Thì trong phần trình bày này chúng tôi sẽ trình bày 3 phần. Thứ nhất là viêm phổi cộng đồng, những cái cập nhật mới về mặt kháng sinh, về mặt vi khuẩn học cũng như là dịch tễ, vi khuẩn kháng thuốc. Sau đó thì chẩn đoán về cập nhật về chẩn đoán và cuối cùng là về điều trị viêm phổi cộng đồng. Thế thì cũng như các thầy cô và các anh chị đã biết thì tử vong của viêm phổi cộng đồng đóng góp một cái phần rất là quan trọng. Tính trên tử vong chung ở Hoa Kỳ đó thì cúm và viêm phổi là đứng hàng thứ 8 ở người lớn, và ở trẻ con đó, thì viêm phổi là nguyên nhân nhiễm trùng gây chết nhiều nhất. Thế thì chúng tôi cập nhật những cái số liệu mới nhất thì tính theo tuổi đó, thì tử vong nếu mà ở người lớn tuổi đó, thì trên 85 tuổi, anh chị thấy ở đây là tử vong cao nhất. Và theo với thời gian, theo với tiến bộ điều trị từ năm 75 cho đến năm 2010 đó, thì chúng ta thấy là cái tử vong do viêm phổi càng ngày càng được cải thiện ở mọi lứa tuổi. Nhưng mà đối với cái lứa tuổi mà trên 85 là lứa tuổi cao nhất có gây tử vong đó, thì đó là cải thiện nhiều nhất. Thì ở trong cái lứa tuổi mà trẻ hơn thì ở dưới 1 tuổi là cũng tử vong do viêm phổi rất là cao. Và như vậy thì tử vong do viêm phổi thì nó sẽ có hình chữ U ở hai đầu, cao là ở người lớn tuổi trên 65, đặc biệt là trên 85, và ở người nhỏ tuổi dưới 5 tuổi cũng như là đặc biệt là dưới 1 tuổi. Thế thì mình thấy một cái điểm đặc biệt đó là viêm phổi tử vong cao ở những cái đối tượng nguy cơ là lớn tuổi và quá nhỏ, và đồng thời thì thường thường những cái bệnh nhân mà đồng nhiễm vừa cúm vừa viêm phổi thì có tỷ lệ tử vong khá cao. Thì ở trong cái đại dịch cúm ở Tây Ban Nha và lan rộng khắp thế giới năm 1918 thì ta thấy là những cái bệnh nhân cúm mà hễ mà đồng nhiễm vi khuẩn là đều chết hết. Sau này thì đại dịch cúm H1N1 2009 thì người ta thấy là những cái bệnh nhân mà vừa cúm vừa đồng nhiễm vi khuẩn thì 34% tử vong. Như vậy thì theo với thời gian, cái việc có xuất hiện kháng sinh và chúng ta điều trị kháng sinh cho bệnh nhân đến năm 2009 thì tử vong đã giảm đáng kể. Nhưng mà 34% là một cái tỷ lệ vẫn còn khá cao và cao không chắc nhận được. Và chính vì vậy chúng ta vẫn hàng ngày phải tiếp xúc, phải nghĩ ra cái cách làm sao mà cải thiện được tử vong cho viêm phổi cộng đồng. Thế thì theo một cái nghiên cứu gần đây năm 2015 thì nếu mà chúng ta chỉ sử dụng phương pháp cấy để mà xác định tác nhân đó, thì chỉ khoảng 50% là có thể xác định tác nhân là viêm phổi là do vi khuẩn. Tuy nhiên mình nói mình định nghĩa viêm phổi là một trạng viêm là nhu mô phổi mà có nguồn gốc nhiễm trùng. Thế thì 50% còn lại không lẽ là không có tác nhân, thì mình thấy đó là cái mô phỏng rất là lạ. Nhưng mà nếu mà chúng ta thay đổi cái cách tiếp cận, chúng ta sử dụng những cái xét nghiệm mà gọi là NAA, tức là nhân đôi, tức là dựa trên PCR base, tức là nhân đôi
bất đại axit nucleic. Thế thì người ta thấy là cái tỷ lệ mà vi khuẩn phát hiện được có thể lên tới 81%, và đồng thời là phát hiện khoảng 30% bệnh nhân có viêm phổi do virus. Cái hiện tượng đồng mắc giữa viêm phổi do vi khuẩn và viêm phổi do virus đặt đó, và trình thì cái hình xét bên bên phải của quý vị. Và như vậy thì chúng ta thấy là với những cái phương tiện mới thì mình định nghĩa cái viêm phổi là tình trạng viêm của nguồn gốc nhiễm trùng là rất là phù hợp khi mà chúng ta phát hiện được cái tác nhân. Tuy nhiên là phải nhấn mạnh một điểm là không phải trường hợp nào là cũng phải có khởi đầu của virus sau đó là viêm phổi cho viêm phổi. Thì đối với đại dịch Covid vừa rồi chẳng hạn thì cái tỷ lệ mà đồng nhiễm là khoảng 3,5% trong 24 cái nghiên cứu không tính gộp, và cái tỷ lệ mà nhiễm thứ phát sau những Covid đó là khoảng 14%. Như vậy thì cũng tùy đối tượng. Đối với cúm thì cái tỷ lệ đồng nhiễm có thể rất là cao tới 34%. Đối với Covid thì tỷ lệ nó dao động là từ 3,5 đến 14%. Nhưng mà nhìn chung thì ở viêm phổi thì cả các tác nhân và virus là cả các vi khuẩn, các tác nhân thường gặp nhất mà gây bệnh và gây đi viêm phổi. Thế thì trong Covid đó, thì người ta cũng thấy một cái khái niệm rất là mới là không phải trường hợp nào viêm phổi cũng do vi khuẩn. Hồi đầu chúng ta học cái bài viêm phổi cộng đồng, chúng ta thấy tiếp cận kháng sinh, chúng ta hay nghĩ là mọi bệnh nhân phải điều trị kháng sinh đúng không ạ? Nhưng mà không, rõ ràng là một số bệnh nhân là khởi đầu bằng suy vi tướng, sau đó là tinh bão cytokine hay ABS và không có vai trò của vi khuẩn ở đây. Thế thì chính vì vậy mà người ta nói là đối với virus, đối với Covid nhà cả thì những cái điều trị có thể chia ra làm hai cái nhóm chính. Một cái nhóm điều trị siêu vi là ví dụ như mantelvir, ritonavir, monopiravir, remdesivir. Một cái nhóm là điều trị là hemvi, dexamethasone, là tocilizumab, baricitinib. Như vậy thì hai cái nhóm đó mình điều trị ở những cái thời điểm khác nhau rất là phù hợp với cái hoàn cảnh của bệnh nhân Covid. Như vậy thì mình thấy là cái hiểu biết của mình về cái viêm phổi nó càng thay đổi, và nhờ cái đại dịch Covid chúng ta học được rất là nhiều điều mới. Thế thì về cái tình hình đề kháng kháng sinh toàn cầu thì tác giả Ho năm 2019 có tổng kết lại những cái nguyên nhân gây viêm phổi ở trên toàn thế giới. Thì viêm phổi cộng đồng ở những quốc gia châu Âu và châu Mỹ thì nhìn chung là giống nhau hơn. Riêng ở châu Á Thái Bình Dương như Thái Lan, Lào, Campuchia, Singapore, Malaysia, Philippines thì có một điểm rất là đặc biệt. Và trong cái nghiên cứu này thì ở Việt Nam cái tỷ lệ mà phế cầu gây bệnh là từ 10-15%. Cái tỷ lệ Haemophilus influenza là đứng hàng thứ hai cũng khoảng 10-15%, và tỷ lệ Klebsiella thì thấp hơn một chút là khoảng 5-10%. Và như vậy thì các thầy cô các anh chị thấy là tác nhân gây bệnh viêm phổi thì nó có điểm chung là thường thường là rám dương và một ít là rám âm, nhưng mà cũng có những cái điểm riêng tùy thuộc từ cái quốc gia, và cái tần suất đề kháng kháng sinh nó cũng đi theo cái tác nhân khác biệt về viêm phổi. Thì ở Việt Nam nếu mà chúng ta theo dõi nghiên cứu SOA năm 2009, năm 2011 và 2018, 2019 cũng giống như là nghiên cứu VIIPP năm 2014, 2015 đó, thì chúng ta thấy là trong cái nghiên cứu này là
cái tỷ lệ mà đề kháng với penicillin là rất khá là thấp, và cái tỷ lệ nhạy cảm còn khá là cao đối với cái cầu trùng theo cái tiêu chuẩn của CLSI. Tuy nhiên là cái nhóm macrolide thì tỷ lệ đề kháng ngược lại rất là cao. Thế thì về mặt chẩn đoán về viêm phổi cộng đồng đó, thì chúng ta có điểm gì mới? Thì ngoài cái hướng dẫn của ADS về ESA năm 2019 thì hôm nay thì chúng tôi xin cập nhật với quý thầy cô các anh chị cái hướng dẫn của Hội Hấp Châu Âu, Hội Nhiễm Trùng Châu Âu, Hội Lồng Ngực Châu Mỹ Latin về viêm phổi cộng đồng mà nặng. Vì trong những nhóm viêm phổi cộng đồng nặng nhất thì các thầy cô các anh chị cũng biết là chúng ta rất là quan trọng cái việc tìm ra các tác nhân gây bệnh để mà điều trị phù hợp. Đối với những cái bệnh nhân mà điều trị ngoại trú thì cái việc xác minh các tác nhân gây bệnh thì nó không có quan trọng như những cái bệnh nhân mà nhập viện và nặng. Thế thì tiến trình chẩn đoán thì bị viêm phổi thông thường nó bắt đầu bằng cái triệu chứng. Thường thường là chúng ta có hai nhóm triệu chứng nhiễm trùng và triệu chứng ở phổi. Như là triệu chứng nhiễm trùng có thể là sốt, có thể là đạm trùng, những cái triệu chứng ở phổi như là ho, khó thở, đau nổ, và khi phối hợp với hình ảnh thâm nhiễm mới trên X quang ngực thì thường thường chúng ta dễ dàng chẩn đoán đó là có viêm phổi. Thường thường thì cả ở Hội Hô hấp Việt Nam, Bộ Y tế cũng như là những cái gai lai nước ngoài nhấn mạnh là khi mà chẩn đoán thì cái việc mà chẩn đoán độ nặng thì rất là quan trọng. Nó không những giúp chúng ta tìm được bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao hay thấp, mà nó còn giúp chúng ta phân nhóm bệnh nhân nơi điều trị. Một cái bệnh nhân viêm phổi chúng ta phân loại là nhẹ sao thì có thể điều trị ngoại trú. Một bệnh nhân cần nhập viện thì chúng ta sẽ chia hai nhóm. Một nhóm là điều trị nội trú thông thường, và những bệnh nhân nào có cần sử dụng bệnh mạch, cần sử dụng máy thở thì chúng ta phân loại viêm phổi nặng và điều trị để sáng sắp đặc biệt. Thế thì tất cả những cái tiếp cận hồi giờ đó thì chúng ta không nhấn mạnh tiếp cận vào tác nhân viêm phổi. Tuy nhiên thì có những cái điểm mới ở đây. Ví dụ như các anh chị tiếp cận một cái ca COVID, các anh chị thấy là bệnh nhân sốt, ho, khó thở, điều trị với quan có thâm nhiễm, các mình có đi tìm đi đem nào có, mình tiêm mũi đúng không, mình làm phát hiện ra tác nhân COVID, thế thì rõ ràng là việc phát hiện tác nhân là khá là quan trọng. Tại sao mà bây giờ mình ít có nói là tại vì trong đa số các trường hợp thì chúng ta tiếp cận theo cái kiểu là kinh nghiệm cũng sẽ có hướng dẫn. Tuy nhiên thì ngày nay chúng ta thấy cái tác nhân xác định được thì càng càng quan trọng hơn. Thế thì có điểm cũng các anh chị cũng biết và cũng xin nhắc lại là chúng ta thường thường không thể phân biệt được thế nào là viêm phổi vi khuẩn, thế nào là viêm phổi siêu vi. Thường thường ngay cái thời đại dịch COVID, bệnh nhân cũng có sốt, cũng có ho, cũng có khó thở, và cũng có thâm nhiễm phổi và viêm phổi vi khuẩn cũng vậy. Tại nên là mặc dù thì cũng có vài cái điểm khác biệt, chỉ như là thường thì siêu vi thì không sốt cao bằng viêm phổi vi khuẩn, nhưng mà cái đó là không luôn luôn đúng. Và như vậy thì trong đa số trường hợp thì chúng ta hay dựa vào cái đặc điểm là dịch tễ, tức là bệnh nhân đang trong cái vùng dịch COVID. Thì khi mà bị viêm phổi thì nhiều khả năng nó có thể là COVID, nhưng mà cái dịch tễ đó không thể nào giúp chúng ta loại trừ được viêm phổi nữa, mà cạnh đó thì cái biểu hiện nhiễm sương vô tên cũng có thể gợi ý, nhưng mà không phải là luôn luôn, mà không giúp chẩn đoán xác định là viêm phổi hay là viêm phổi là chính vì vậy cái xét nghiệm để mà chẩn đoán thì rất là quan trọng. Thế thì hồi giờ thì chúng ta hay nói về điều trị theo kinh nghiệm. Và tại sao chúng ta nhấn mạnh điều này? Và tại vì nếu mà chúng ta khởi đầu kháng sinh muộn,
trong vòng sau 4 giờ sau khi nhập viện thì tỷ lệ tử vong của bệnh nhân rất là cao. Chính vì vậy khi mà mình đã nghĩ tới viêm phổi có thể chẩn đoán xác định viêm phổi thì thấy lập tức là phải phân loại. Nếu mà họ cần nhập viện thì trong vòng 4 giờ sau phải lập tức khẩn cấp hồi sinh. Thế thì hồi giờ chúng ta chịu vào xem những cái để mà gọi là tiếp cận nguyên nhân thì thường thường là mình sẽ mất 48 giờ để có thể kiểm tra phát hiện viêm phổi. Bởi vì vậy không thể nào sử dụng cái xét nghiệm cấy để mà điều trị kháng sinh. Chính vì vậy khi mà không sử dụng cấy để điều trị kháng sinh, chúng ta phải dựa trên kinh nghiệm. Nhóm bệnh nhân nhẹ, như phổi nhẹ, thường thường là do siêu vi, là do một số nấm dịch tễ ở địa phương, hay là do phế cầu mà không kháng thuốc. Thì thường thường thì chúng ta điều trị bằng những cái kháng sinh uống nhẹ nhàng. Nên có thể điều trị bài thuốc thường hạ một số điểm. Ngược lại thì ở những bệnh nhân nhập viện thì chúng ta phải khởi đầu phát sinh sớm thường phải được tới mặt không bạn. Thế thì ngày nay thì cái việc tiếp cận có thay đổi và ngày càng thay đổi theo cái hướng điều trị đích. Thế thì chúng ta cũng hiểu là cái lý do để chúng ta điều trị theo kinh nghiệm là thứ nhất là lâm sàng không thể điều chỉnh những tác nhân những người này đã trình bày, không thể điều nữa siêu vi, không thể điều nữa thì bị phổi, và thậm chí là khi đã bị phổi cũng không biết là bị phổi gì, đúng không ạ? Thứ hai là thời gian thì không cho phép chúng ta điều trị ngay từ và khởi đầu kháng sinh sớm thì cải thiện tử vong. Tuy nhiên là điều trị đúng đích thì rõ ràng là có lợi. Chúng ta có thể lựa chọn được kháng sinh tối ưu. Chúng ta có thể giảm thiểu những cái tác hại của sử dụng kháng sinh và nhận diện những tác nhân quan trọng như là cúm và COVID. Mà chúng ta biết là cúm thì có điều trị tiêm cho cúm OCD-CAN-AVG. COVID thì có điều trị cho COVID. Và những cái tác nhân này có thể ghi nhận cái việc phát hiện nó sẽ rất là quan trọng. Thế thì như vậy thì ngoài cái chẩn đoán được viêm phổi, ngoài cái phân giai đoạn và phân nơi điều trị thì chúng ta thường là sẽ phải cân nhắc xét nghiệm vi sinh trên những cái đối tượng có chỉ định, thường là bệnh nhân nhập viện và bệnh nhân nặng nhập ICU. Thế thì những cái xét nghiệm thường quy sẽ là đường răng, cái bộ đàm, cái đàm và cái máu, và sự hiện khái niệm kháng nguyên nước tiểu với phế cầu cũng như là đi sinh tân na tiếp một. Tuy nhiên là theo thời gian thì rõ ràng là chúng ta cũng biết là việc phát hiện những cái tác nhân CP như là cúm hay là COVID bằng những cái xét nghiệm được chấp thuận PCR là rất là quan trọng. Và đến đây thì chúng ta có thể sử dụng cái xét nghiệm kháng nguyên hay những test nhanh để xem là COVID. Thì FDA cũng đưa ra một cái phê duyệt cho những cái xét nghiệm, những cái xét nghiệm khác có thể gây bệnh. Thì mình thấy là bây giờ một bệnh nhân viêm phổi rồi, mình phát ra COVID, mình bảo cái viêm phổi này cho COVID. Nếu vậy mình phát ra adenovirus, mình phát ra rhinovirus, thì mình có kêu, có nhận diện những tác nhân này được tác nhân gây viêm phổi cho COVID hay không? Thì hiện tại thì cái panel của FDA cho phép chúng ta xác minh những cái tác nhân đó là tác nhân gây bệnh. Thế thì đối với tác nhân nấm thì có một điểm cần nhắc như là nấm thì thường thường không phải là phổ biến, mà vì vậy chúng ta ít có đề cập đến nó ngay từ đầu. Thường thường ví dụ qua quá trình chuẩn bị cho bệnh viện, bệnh nhân có viêm phổi bệnh viện có thể có cái viêm phổi bệnh viện muộn là có thể chấm, nhưng mà trong viêm phổi cộng đồng cũng có những cái tiếp. Và thường thường những cái xét nghiệm về nấm thì chưa có hoàn mỹ, chưa có tốt, nhưng mà cũng theo cái nguyên tắc chung chúng ta cũng có thể thấy là tôi có thể làm PCR và chúng ta có thể làm xét nghiệm căn nguyên. Và như vậy thì chúng ta thấy là nhìn chung thì những cái xét nghiệm cấy cho dù là vi khuẩn nấm là chậm, siêu vi thì không được thực hiện được những cái nét
đó, cái xét nghiệm PCR hay là xét nghiệm bất đại hay xét nghiệm để mà chẩn đoán, thì là những cái xét nghiệm mới và rất là có giá trị hiện nay. Thì các bạn cũng sau đây là giới thiệu tất cả những cái nhóm xét nghiệm mới. Và thường thì chúng ta thấy là những cái xét nghiệm này những chứng tích chẩn đoán rất là nhanh trong cái thời gian ngắn và có thể định hướng được tăng nhân cho bệnh. Vậy đến cái xét nghiệm này thì dựa trên chính là dựa trên cái phân đoạn DNA, dựa trên cái PCR. Và như vậy thì cái xét nghiệm này rất là có giá trị. Và trong cái hướng dẫn của Hợp châu Âu, những trường châu Âu và Hội đồng châu Mỹ Latin mới năm 2023, thì mình thấy gì? Mình thấy là người ta khuyến cao và trên những bệnh nhân viêm phổi cộng đồng nặng, CBM, Community Acquired Pneumonia, thì cái việc mà gửi thêm một cái mẫu đi làm multiplex PCR, tức là làm cái PCR đa tác nhân càng nhiều càng tốt, thì rất là có giá trị để mà tiếp cận chẩn đoán nguyên nhân. Thế thì ở đại học Việt Dược thì chúng tôi có sử dụng cái nghiệm sonoray, và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có sử dụng cái xét nghiệm PCR của cái đơn vị xét nghiệm là Nam Khoa của Đại học Vân. Theo chúng tôi được biết thì tại Chợ Rẫy hoặc là bệnh viện Thống Nhất thì chúng ta kiểm nhiều bệnh viện ở thành phố cũng như là ở miền Nam sẽ triển khai xét nghiệm qua đây, cũng như là ở Bạch Mai nha, tại Chợ Rẫy. Chính vì vậy thì chúng tôi hy vọng là trong tương lai thì cái việc tiếp cận nguyên nhân thì ngày càng dễ dàng, nhanh chóng. Nếu mà mình chạy cơm ở đây thì cộng thêm cả những cái chậm trễ về mặt chẩn đoán thì bình thường khoảng từ 1 cho đến 4 giờ thì chúng ta có thể có kết quả. Và như vậy thì chúng ta có thể định hướng được cái tác nhân về mặt từ rất là sớm. Thì trong một cái nghiên cứu mình xem xét xem là cái xét nghiệm MRI nó có giá trị hay không, thì là người ta thấy là cái việc mà mặc dù là chúng ta tìm ra DNA không phải là con vi trùng sống, không chắc 100% nó như vậy. Tuy nhiên là ví dụ mình ra siêu vi, mình ra nắm thì những cái trường hợp này thì mình biết là thường thường siêu vi và nắm không thể hiện diện thường xuyên ở đường hô hấp. Chính vì vậy khi mà có siêu vi có nắm, thường thường chúng ta có thể kết luận đây là tác nhân như vậy. Ở điểm thứ nhất, điểm thứ hai đối với vi khuẩn á, thì có một sự tương thích khá là phù hợp. Ở cái nhìn những cái vùng màu xám ở đây, ở các bạn bên tay phải là giữa cái số bản copy của MRI với lại cái kết quả cái định lượng. Mình thấy là MRI 14 năm kết quả cái định lượng có thể cao tương ứng ở 14 năm. Và như vậy thì ít nhiều thì đối với vi khuẩn gây hại thì không giống cho virus và nấm sẽ mà hiện diện kết luận cái vai trò của bệnh, thì đối với vi khuẩn thì chúng ta có thể dựa vào số bản copy càng nhiều hơn thì chúng ta càng nghĩ tăng nhân gây bệnh. Và khi chúng ta nắm được các phân tích đó, thì người ta thấy là cơ này đã giúp thay đổi chẩn đoán phát sinh cho khoảng 40% trường hợp, mà khác đi với những cái điều trị theo kinh nghiệm. Mình giao điều trị theo kinh nghiệm rồi là phương pháp này cũng có thể đổi phát sinh trong vòng khoảng 40%. Thế thì như vậy thì trong cái phần trình bày về chẩn đoán thì chúng tôi nhấn mạnh là mặc dù là chúng ta vẫn phải phân loại bệnh nặng theo từ 6 năm theo thang điểm PSI, pneumonia, seniority, death, để coi là bệnh nhân điều trị nhẹ hay là trung bình điều trị ở trong những nội viện và hệ mà không đi chơi phải thở máy hay sử dụng vận mạch có những cái tiêu chuẩn nào của ADL thì cho bệnh nhân vào chăm sóc đặc biệt. Thì như vậy chẩn đoán như cầu với chẩn đoán độ nặng xong rồi ngày hôm nay thì mình sẽ đến phần quan trọng là điều trị.
tích các tác nhân và trong tương lai thì các tiếp cận này sẽ rất là khả thi với cái xét nghiệm mới. Trong phần thứ ba thì chúng tôi sẽ điều trị trình bày về tiếp cận điều trị viêm phổi cộng đồng. Thì thực ra thì tiếp cận điều trị viêm phổi cộng đồng nó có rất là nhiều khuyến cáo từ phía Bắc Mỹ cho tới châu Âu cho tới châu Á. Và như vậy thì mình thấy gì, mình thấy là nhìn chung đó, thì cái nguyên tắc chung có thể là giống nhau ở các thị trường châu Âu và châu Á, là ví dụ bệnh nặng mình cho kháng sinh nhiều bao phủ, bệnh nhẹ mình cho kháng sinh ít hơn, bởi vì mình biết là tỷ lệ tử vong thấp, lỡ một bệnh nhân không đáp ứng mình vẫn có thể có cơ hội để chỉnh sửa cái kháng sinh đó, và khi mình cho kháng sinh ít ít bao phủ hơn thì mình giảm cái đề kháng kháng sinh. Tuy nhiên là khi mà mình thấy một loạt những cái hướng dẫn khác nhau thì cũng đi tới một cái kết luận là mỗi cái quốc gia cái tình hình tác nhân gây bệnh và có thể khác nhau giống như phần trình bày nãy, và khi tác nhân gây bệnh khác nhau và cái đề kháng kháng sinh ở các quốc gia khác nhau thì đôi khi chúng ta phải cập nhật cái hướng dẫn để bệnh viêm phổi cho từng quốc gia để có thể tiếp cận tốt nhất cái tác nhân gây bệnh ở từng quốc gia đó. Và hôm nay 2023 đó, thì chúng ta có một cái hướng dẫn mới. Thì cái hướng dẫn này không những là khuyến cáo là trong cái phần chẩn đoán chúng ta phải thay đổi ít nhiều, là ví dụ chẩn đoán tác nhân nhiều hơn, cái này cũng có ảnh hưởng đến điều trị. Thế thì những cái nguyên tắc chung mà chúng ta hay áp dụng cho xây dựng cái hướng dẫn điều trị phổi là thường thường là đối với những bệnh nhân mà bị phổi nó càng nặng, tỷ suất càng cao thì cái việc sử dụng kháng sinh là sẽ càng nhiều, tuần hố bao phủ tất cả các tác nhân gây bệnh, và để có thể là đảm bảo chắc chắn có thể kiểm soát được cái phổi điều trị. Ngược lại khi nó nhẹ là bạn sẽ sử dụng đơn trị. Như vậy thì trong trường hợp mà nặng đó, thì rõ ràng là nguy cơ bỏ sót là ít. Nhưng mà sử dụng kháng sinh nhiều thì nguy cơ gia tăng thì có cao hơn. Và một trong những cái điểm quan trọng là chúng ta phải xem xét cái phổ gây bệnh ở địa phương. Ví như ở châu Á chẳng hạn, thì cái tỷ lệ mà kết cầu kháng ma túy là có thể cao, và khi đó thì không sử dụng ma túy như một cái thuốc điều trị bị tổn thương đơn thuần một mình. Thế thì cái hướng dẫn của ATS để sao cái hướng dẫn tiếp cận liên phổ cộng đồng khá là phổ biến và cũng được sử dụng, và tất cả những cái hướng dẫn địa phương đó, thì còn nhiều thì có tham khảo cái hướng dẫn này. Thì chúng ta thấy là đối với bệnh nhân là thứ nhất là nhẹ, tức là không có nguy cơ cao, tức là thường thường là bệnh nhân thường là dưới 65 tuổi, không có bất kỳ cái triệu chứng nặng nào, không có nguy cơ nhiễm MRSA, không có nguy cơ nhiễm Pseudomonas, không có bệnh đột phát suy mạch và phổi, thì đối với những cái bệnh nhân này thì chúng ta thì thường có thể khởi đầu bằng tamoxifen hoặc doxycycline. Và ở những quốc gia tỷ lệ đề kháng của macrolide chỉ 23%, tại những cái địa phương tỷ lệ đề kháng thấp thì chúng ta có thể sử dụng macrolide là cái điều trị đầu tay cho những bệnh nhân. Tuy nhiên khi nào mà bệnh nhân có bệnh động mạch tim mạch phổi thì chúng ta phải sử dụng những cái kháng sinh tốt hơn như là nhóm penicillin và cụ thể đây là amoxicillin và lumenab. Chúng ta cũng có thể sử dụng cefuroxime và thường khi thì để đảm bảo cái bao phủ thì chúng ta sẽ sử dụng kiềm với macrolide mà phổ biến là azithromycin và rifampicin. Trong trường hợp mà chúng ta có muốn sử dụng phối hợp thì chúng ta có thể sử dụng quinolone hô hấp, levofloxacin, mosifloxacin để mà
Con cũng đang đem cái bệnh ở cái người có bệnh trầm cảm. Thì trong trường hợp mà bệnh nhân ở mức độ nặng trung bình thì mức độ nặng trung bình đó, thì chúng ta có hai cái lựa chọn. Một là chúng ta đắp tăng chung cho các bệnh lý, hai là kimono hô hấp điều trị tĩnh mạch. Thì người ta cũng nhấn mạnh đầu tiên là khi nào bệnh nhân có yếu tố nguy cơ PRSA thì chúng ta sẽ thêm kháng sinh bị vi khuẩn gram dương PRSA. Nếu mà có nguy cơ nhiễm pseudomonas thì sẽ thêm kháng sinh trị pseudomonas. Còn trong đa số trường hợp nếu mà bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ này thì chỉ cần sử dụng hoặc là beta lactam là loại thứ nhất hoặc là kimono hô hấp. Ở bệnh nhân nặng hơn nhân cần phải sát sát đặc biệt là cần thở máy, cần sử dụng một mạch thì cái lựa chọn là beta lactam và hạ cholesterol giúp và beta lactam hoặc beta lactam là kimono. Thế thì trong cái hướng dẫn của IDFA 2019 thì người ta nói là cả hai lựa chọn này là beta lactam và cholesterol và beta lactam kimono đều có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, mức chứng cứ là nhiều hơn các chúng ta phát tạm mạng của mình. Chính vì vậy, thì mình phải lưu ý là mặc dù là chúng ta có những cái báo cáo về cái gia tăng về phát sinh của mạng của mình, nhưng mà mạng của mình ở đây không phải là giúp mình mở rộng thêm cái khó khăn của mình, mà nó giúp mình thứ nhất là bao phủ cái vi khuẩn không hiện hình. Nó giúp mình cải thiện cái tình trạng viêm và cái tình trạng viêm giống như các ban đầu thì trong COVID hay là mình cũng có tình trạng viêm ví dụ này là trong viêm phổi mình có thể cải thiện tình trạng viêm và có thể là cải thiện tử vong. Thế thì trong cái hướng dẫn của Hội đồng châu Âu và Hội nhiễm trùng châu Âu Hội làm việc châu Mỹ Latin năm 2023 thì người ta cũng có cái quan điểm tương tự hay kiến sinh năm 2019 là sẽ thêm vào macrolide với beta lactam thì tốt hơn là sự bắt beta lactam chuyển với kimono trong viêm phổi nặng. Và như vậy thì chúng ta thấy có hai cái hướng dẫn cùng nhấn mạnh là việc sử dụng beta macrolide beta lactam thì tốt hơn là beta lactam. Mặc dù là chúng ta biết về mặt lý thuyết là thì sử dụng kim cương chúng ta gia tăng cái bao phủ với phủ vi khuẩn, nhưng mà cái outcome cái tử vong thì đó là rõ ràng cải thiện hơn. Thì khi nào chúng ta sẽ sử dụng những cái kháng sinh bao phủ bệnh nhân sẽ đó là những bệnh nhân sẽ có tiền sử dụng con đạp xe con tôi quýt là một con hát tiền sử sang lô tóc của bệnh thư và khi đó thì chúng ta có thể sử dụng hoặc là bệnh hoặc là bệnh dung ít ở châu Á những quốc gia có phim việc chúng ta có thể sử dụng bộ lệnh để phụ MRSA chúng ta sẽ là tụ cầu trùng kháng penicillin. Trong trường hợp mà bệnh nhân có giãn phế quản, có bệnh có rút vòng quấy, có sử dụng vòng tiêu biến dài ngày trên 10 mg một ngày chẳng hạn, có sử dụng kháng sinh phổ rộng, có di di cưỡng, có tiền sử phân sập pseudomonas thì chúng ta sẽ cân nhắc bao phủ pseudomonas. Thì một cái điểm đặc biệt cần nhớ là bình thường bao phủ được sơn lá thì phải chọn cái beta lactam trị được sơn lá hay là đồng thời thì thông thường là phải phối hợp kháng sinh hoặc là dùng đơn trị liệu từ những cái nhóm beta lactam trị được sơn lá thì chúng ta hồi xưa giờ chúng ta đã nhắc tới cetacin và cephalosporin hai mươi ba và cetacin hai mươi bốn. Tuy nhiên thì đang thì cái tỷ lệ được sống sẽ tăng đi khá là cao và vì vậy thì thay vì chúng ta sử dụng cái liều khoảng 1 gram mỗi 8 giờ hoặc tăng được cô đơn chỉ
ở địa phương nào, còn xét là gì gì, còn đề kháng bắt nước sôi lá ăn có thể sử dụng xét là gì gì, nhưng mà sử dụng được cao hơn không gian của tác giả. Thực sự thì thành công các vị cũng biết là vì bên hồ sinh cũng có cao hơn các khác sinh. Đó là những khuyến cáo của cái nhóm này, là tại vì đó thì được sự khác tầm tốt của các vị hệ bộ tầm. Nhưng mà gần đây thì mình bảo béo thì cũng đã thấy là làm cái tiền đèn từ đó là biết tăng. Thế chính vì vậy, Berobenin bên em cũng là những người chọn tốt của sự khác. Thế thì ở đây thì chúng tôi cũng xin giới thiệu thêm những cái phác đồ Bộ Y tế đã cập nhật năm 2022 để điều trị viêm phổi cộng đồng. Thì cũng Bộ Y tế thì thay vì lựa chọn cái hai PSI cái tăng điểm rất là nhiều con số và tương đối chính xác, nhưng mà lại quá khó quá khó nhớ, quá phức tạp, thì Bộ Y tế chọn cái tờ 65. Thì khi mà mình có cái điểm tật 65 không không có yếu tố nguy cơ gì, không có bệnh nhân không có bệnh động mạch, bệnh nhân không có nguy cơ những sự đột nhớ hoặc là tụt còn trùng các nguy cơ sinh, thì chúng ta có thể biết là những cái tác nhân thường gặp như là thế đầu chạy virus influenza, đúng không ạ? Và trong trường hợp đó thì cái kháng sinh khuyến cáo vẫn có thể là MOCD. Trong những cái trường hợp có bệnh động mạch thì cũng giống như sự khuyến cáo của ACHCDA, có thể sử dụng beta blocker, beta blocker và oxy cloric acid phối hợp với metformin. Và trong trường hợp thì bệnh nhân viêm phổi trung bình, viêm khoa nội và không nhập ICU thì thông thường chúng ta sử dụng beta blocker, metformin hoặc ketoprolen. Trong trường hợp có nguy cơ bị sơ đáo thì chúng ta phân hợp sơ đáo như đã nêu. Trong trường hợp bệnh nhân nặng ICU thì chúng ta có thể sử dụng beta blocker của tim hoặc là chúng ta tăng tim tôi. Thì khá nhiều bệnh viện Việt Nam thì tôi biết là quý đặc biệt thì cũng hay sử dụng beta blocker của tôi để có thể bảo vệ phủ lượng tim phổi không điển hình, để có thể phủ được luôn ta. Thì tim tôi cũng có thể phối hợp với việc sử dụng này. Thành ra của chúng ta rất là hay sử dụng cái bộ đồ này. Nhưng mà những cái khuyến cáo từ trên chính thứ thì cả cái khuyến cáo về ACDA là cái khuyến cáo của châu Âu và các kỷ lực hồ dụng của châu Mỹ Latin mang đề đến bản giảm cái ta bác ta mà COVID sẽ có cải thiện tử vong và cải thiện tiếp tục khác trên phòng phổi. Thành ra chúng ta nên kém thì trong cái khuyến cáo mới nhất về viêm phổi 2023 này ấy, thì người ta cũng nêu rõ là những viêm phổi mình đang bị tổn thương các oxy gì. Thì qua cái đại dịch COVID á, thì chúng ta thấy một cái trào lưu là sử dụng LNG và sử dụng oxy gì cao. Thì mình biết là khi người viêm phổi thì thường là cái việc tăng không khí thì nó làm tăng cái không khí hút rất là nhiều, và khi mà mình cho sử dụng oxy chuẩn qua không mũi qua mặt nạ thì mình chỉ cung cấp từ 10 đến 15 lít thôi, chỉ bằng 1,5 lần cái không khí hút của bệnh nhân thôi. Thế vì vậy có thể không đảm bảo được cái nhu cầu của bệnh nhân. Thì oxy nồng cao với cái việc là cung cấp một cái áp lực dương cuối kỳ đang cung cấp một cái lượng điện rất là cao, cung cấp oxy làm ẩm ẩm tốt và cung cấp cái nồng độ NO2 đang được trình thì cho phép là tạo rất là nhiều thuận lợi. Vì chính vì vậy mà mọi công tác cho bao nhiêu như một tuần được cho người ta tin đã khuyến cáo là nên sử dụng oxy nồng cao hơn là oxy chuẩn. Báo cáo thầy Vũ là thầy đã quá giờ mất 7 phút rồi ạ. Vì hôm nay là có tận là 4 báo cáo ạ. Vâng. Thế còn 1-2 slide, cảm ơn cô. Thì đối với bệnh nhân mà
mình ăn thì cũng ngoài oxy trầm cao thì có thể cân nhắc sử dụng NIV. Thì đối với cái hướng dẫn này năm 2023 thì những cái bệnh nhân mà có sốc thì chúng ta có thể sử dụng một cái quý cũng giống như tương tự như COVID. Tuy nhiên là có một cái nghiên cứu mới trên New England Journal of Medicine khuyến cáo sử dụng là hydrocortisone 200mg mỗi ngày cho bệnh nhân mà nặng, có giảm oxy, có nhu cầu thở máy, vâng vâng. Ngoài cái chuyện là sốc thì có thể những bệnh nhân nặng sử dụng oxy thở máy thì có thể sử dụng corticoid. Như vậy thì xin đi đến ba kết luận. Thứ nhất là viêm phổi cộng đồng là thường gặp, tỷ số cao trên người lớn tuổi thì có yếu tố nguy cơ gặp bệnh ở mắt, thường gặp nhất là do phế cầu hemophilus và Klebsiella theo những cái nghiên cứu của Việt Nam. Việc chẩn đoán thì phải là chẩn đoán được có là viêm phổi, thứ hai là độ nặng, thứ ba là cá thể hóa cái nguy cơ kháng thuốc, cuối cùng thì điều trị theo kinh nghiệm sớm và điều chỉnh theo cái dịch tại địa phương, phối hợp Delta và Macovid trong những cái trường hợp muốn giảm ca tử tử vong là rất quan trọng. Xin chân thành cảm ơn cô Phương, cảm ơn họ hát thời gian và các thầy cô các chị đến với chương trình.